Sáng hôm nay, anh Jacobe Lê Xuân Nam và chị Teresa Đinh Thụy Thúy Quỳnh tay trong tay dắt nhau đến nhà thờ. Có cha mẹ đôi bên thân bằng quyến thuộc bạn hữu cùng đến đây để chung tâm tình, chung lời cầu nguyện xin cho đôi bạn trẻ được trọn tình vẹn nghĩa với nhau trong suốt cuộc đời. Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy Chúa Giêsu nói rằng: Lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người có nam có nữ. Bởi thế người nam sẽ lìa cha mẹ để gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ nên một thân xác. Như thế họ không còn là hai, nhưng là một thân xác. Vậy sự gì Thiên Chúa đã kết hợp, loài người không được phân ly. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, có nhiều trang phục cô dâu chú rể, từ modern cổ kính cho đến modern thời thượng. Đôi bạn trẻ hôm nay chọn cho mình một bộ trang phục lễ cưới mang tính cách trẻ trung hơn, cute fashion. Và như vậy đi lại cũng dễ dàng hơn, nhún nhảy được hơn, chứ không bị gò bó trong đi lại. Hôm nay cũng là ngày lễ rất đặc biệt trong giáo hội Công giáo. Đó là ngày có tên là Khánh Nhật truyền giáo. Khánh là vui mừng, Nhật là ngày vui mừng, để mỗi người Kitô hữu ý thức cái nhiệm vụ của mình là lan tỏa tình yêu, tin vui, tin mừng của Chúa đến cho những anh chị em khác. Rất có thể những con người sống trong cuộc đời này lao đao vất vả, không biết nương tựa vào đâu, thì người Kitô hữu phải chỉ cho họ biết rằng đây, Chúa chúng ta luôn luôn ở bên chúng ta trong mọi hoàn cảnh, khi vui lúc buồn, khi gian nan cũng như khi hạnh phúc đong đầy. Có những người có thể khổ đau không cách nào thoát ra được, thế nhưng mà là người Kitô hữu chúng ta vẫn có thể cảm nhận được một niềm vui khác lớn lao hơn, vì có Chúa bao bọc che chở cho mình. Và vì vậy cho nên là Kitô hữu luôn mang trong mình một bộ mặt tươi tắn của niềm vui. Và triết gia người Đức Nietzsche, ông nói một câu rất thời danh. Ông nói rằng: tôi muốn rằng khuôn mặt của người Kitô hữu luôn phải là tươi tắn, vì họ là những người có Chúa, vì họ là những người có Chúa Giêsu cứu độ mình. Và mỗi người chúng ta nếu cảm nhận được điều ấy cũng có nghĩa là chúng ta đang sống đức tin của mình. Còn ngày nào mình sống mà mình cảm thấy cứ buồn hoài, bế tắc, không giải quyết được gì cả, sợ rằng mình chưa sống đức tin, chưa cảm nhận được có Chúa trong cuộc đời của mình. Và như vậy người Kitô hữu hơn hết mọi người, vì họ luôn luôn cảm nhận rằng mình có Chúa trong cuộc đời.
Hôm nay anh Xuân Nam và chị Thúy Quỳnh tay trong tay dắt nhau đến nhà thờ, có cha mẹ đôi bên, thân bằng quyến thuộc, bạn hữu đến đây để chứng kiến lễ thành hôn của anh chị. Và điều làm nên cuộc sống hôn nhân của đôi bạn trẻ hôm nay đó chính là lời thề yêu thương. Chút nữa đây, hai cô cậu sẽ nắm tay nhau và nói lời thề ưng thuận kết hôn. Khi thịnh vượng lúc gian nan, khi yếu đau lúc mạnh khỏe, anh và em chiến đấu mãi sống gần nhau, không chia lìa. Những lời Chúa Giêsu chúng ta vừa nghe lúc khởi đầu công trình sáng tạo, Thiên Chúa đã dựng nên con người, con nam, con nữ, và người nam, người nữ ấy lớn lên đi tìm kiếm ù e ma moa chia, đâu là cái phần nửa của tôi. Và hôm nay Xuân Nam và Thúy Quỳnh đã lắp ghép với nhau để two becomes one, để hai trở nên một. Và tình yêu là như vậy, tình yêu có một sức thu hút để rồi người nam, người nữ nhung nhớ nhau mà không lấy nhau về ở chung một nhà, chịu không nổi. Chắc chắn Thúy Quỳnh và Xuân Nam cũng đã có cái cảm xúc đó. Và có cái cảm xúc đó cho nên trình lên cha mẹ, được cha mẹ ưng thuận, rồi thì hôm nay dắt nhau đến nhà thờ để một cách minh nhiên trước mặt Chúa, trước mặt Hội Thánh và mọi người, mình nói lời thề yêu thương và sẽ trao cho nhau chiếc nhẫn kỷ vật tình yêu. Nhẫn có nghĩa là hai người sống với nhau cần phải nhẫn nhịn, phải nhường nhịn nhau mới sống được. Nếu không nhường nhịn nhau là biết tay nhau ngay, lấy nhau về là biết tay nhau. Chúng ta thấy có nhiều đôi lấy nhau về là biết tay nhau ấy. Trước đây lâu lâu gặp nhau một lần khoái chí, make up rồi Antonui, người thơm tho đẹp đẽ đến với nhau. Khi về sống với nhau, không hẳn là lúc nào cũng thơm tho như thế, không hẳn là lúc nào cũng tươm tất đẹp đẽ như vậy. Chấp nhận nhau, yêu thương nhau, nhẫn, chiếc nhẫn mà hai người trao cho nhau nhắc cho mình, sống với nhau phải nhường nhịn nhau. Tương kính như tân, quen quá hóa nhàng, lấy nhau về rồi lúc nào cũng ở bên nhau, cùng ăn, cùng ở, cùng ngủ với nhau, lúc nào cũng ở bên nhau. Mà nếu như không khoan dung với nhau, nếu như không đón nhận nhau, nếu không nhường nhịn nhau, nếu không tương kính như tân, có nguy cơ đổ vỡ, lấy nhau về vẫn phải là tương kính như tân. Mình với ta tuy hai mà một, nhưng mà ta với mình tuy một mà là hai, hai con người khác nhau hoàn toàn. Người nam sức vóc khác người nữ, người nữ và người nam khác nhau về tâm lý, về sinh lý. Trong đời sống vợ chồng giao hợp với nhau, sinh lý khác nhau hoàn toàn. Thế liệu mình có chấp nhận nhau không? Khó đấy. Có những ông chồng lấy vợ mình
kềm hãm như nhà binh. Ông đi đâu, ông nói một tiếng là phải coi như xong rồi. Để ông chở đi đây đi đó, ông không chờ, ông không quen chờ. Người nữ thì khác, người nam có thể vuốt cái tóc là đi được rồi. Người nam phải chải đầu, rồi thì phải coi mặt mũi lại mới đi được. Cho nên cái gì nó cũng phải từ từ. Nhiều khác biệt nhau, thế nhưng mà có một phép màu. Tình yêu là như vậy. Tình yêu, yêu nhau củ ấu cũng tròn, mà khi ghét nhau bồ hòn cũng méo. Làm sao chúng ta có được cái cảm thức yêu thương để rồi đôi bạn trẻ khi sống với nhau mình cảm thấy luôn luôn ở bên cạnh mình có nơi nương tựa, có nơi để rồi mình luôn luôn có thể vươn lên trong cuộc sống này. Và như thế nhường nhịn nhau cũng chưa đủ, thậm chí có lúc phải nhẫn nhục thì mới có thể sống với nhau được. Và đôi bạn trẻ luôn luôn cần sự trợ giúp của cha mẹ đôi bên, của các bậc cha bác vun đắp vào để cho các bạn trẻ trong những thử thách cuộc đời được vượt qua tất cả, để anh cùng em chiến đấu mãi luôn sống bên nhau. Amen. Trong tình yêu Thiên Chúa bao là tuyệt vời, nắm tay nhau cùng hẹn lời mến yêu trọn đời.